You know this book is chew bubble gum. Ball pie ba. Fun. Fun. Tequila. Oh. You got a so. Wait. Hey, come on. You have ice cream. Too late. Hết rồi. Còn cả con cả trống á. Giờ mời con đứng sang. Fun. Yes. Okay. Xong cái này rồi. Water balloon lắm. Cái đạp. Có bác gia, bác Khánh sẽ thấy kê cái phần xe đạp lẹ của Thảo lô cái vụ xe đạp chậm. Bác Khánh là chấm điểm nào té đẹp bằng đó cũng nhớ. chạy lẹ và té đẹp nữa đó, hai cái đó đi chung một cái. Có thằng này nó trốn đây nè, bắt được rồi nè. Lisa, chị em Lisa. Kêu mình chấm điểm làm trọng tài, mình phải đạp thử coi biết đạp sẽ đạp cho chừng té đó nha. Trọng tài mà té ta cười chết à. Rồi té nè, rồi té rồi nha. Té nè. Té. Lâu không nào xe đạp chiếc nhỏ con người khó. Nó xe đạp chậm nó phải xì bớt. Ừ. Phải chạy chậm chứ sao chạy lẹ quá vậy là rớt rồi. Rồi lại lấy cái chừng hàng chạy lẹ rồi làm sao không đem chừng thổi. Xe đạp chậm phải xì bớt, xe nó chậm. Mà chỉ có chậm thôi.